Sáng nay, ngày 15 tháng 12, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đồng chủ trì kỳ họp. Dự phiên khai mạc kỳ họp có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong 3 ngày 15, 16, 17 tháng 12. Điểm cầu chính tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố số 42 Bạch Đằng, kết nối với điểm cầu tại Trung tâm Hành chính thành phố số 24 đường Trần Phú và các điểm cầu tại các quận huyện. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, năm 2021, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ, chung tay, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, thành phố đã đạt được những kết quả khả quan bước đầu, từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn để tìm ra những giải pháp căn cơ nhằm sớm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo. Những nhận định mang tính tầm nhìn, những đánh giá sát thực tế sẽ là những yếu tố cần thiết để đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực của các chủ trương chính sách mới, những biện pháp mới, qua đó xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa phòng chống dịch, vừa duy trì khôi phục phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Mỗi ý kiến thảo luận, mỗi vấn đề chất vấn sẽ thể hiện rõ vai trò của người đại biểu và là những mắt xích quan trọng liên kết với chính quyền các cấp để chúng ta cùng nhau tháo gỡ những điểm nghẽn trong điều hành và quá trình triển khai nhiệm vụ của các cấp, các ngành và hơn hết là cùng hướng đến mục tiêu đáp ứng tốt nhất sự mong đợi của cử tri, nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, do tác động bởi COVID-19, nền kinh tế thành phố năm 2021 không thể duy trì mức tăng như những năm trước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng sụt giảm và có mức tăng trưởng khá thấp. Thành phố trải qua 3 tháng phải tạm ngừng các hoạt động kinh tế xã hội trên toàn địa bàn. Đến cuối năm 2021, thành phố có 9 trên 11 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch và vượt 2 trên 11 chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn GDP ước tăng 0,18% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 21.309,4 tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trước những khó khăn, thách thức đó, năm 2022, thành phố đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng. Về các kịch bản tăng trưởng năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP ở cả 3 cấp độ thấp, trung bình và cao lần lượt là 4,9%, 6,2% và 8,11%. Trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh ở cấp độ 1 thì khả năng thành phố sẽ đạt được các chỉ tiêu năm 2022 theo kịch bản trung bình. Chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, trong năm 2021, cử tri và nhân dân thành phố tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố. Kiến nghị thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, quan tâm giải quyết thấu đáo các vấn đề an sinh xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là trong điều kiện thành phố đang thí điểm chính quyền đô thị với nhiều thách thức. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, có quyết tâm chính trị cao để tận dụng tốt những cơ hội, đề xuất những giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ và trách nhiệm trước cử tri để thảo luận, phân tích làm rõ hơn, sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những tồn tại bất cập để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong năm 2022.
Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý của các dự án đang tồn đọng kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách và quan trọng hơn chính là khắc phục tình trạng gây lãng phí nguồn lực cho nhà nước, xã hội và doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chân chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần tạo ra những động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung nghiên cứu, thảo luận và đưa ra những giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương để đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, theo dõi kiểm tra thực tế, giám sát tình hình, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ cho ý kiến 149 tài liệu, xem xét thông qua 34 nghị quyết riêng trên các lĩnh vực và nghị quyết chung về nhiệm vụ năm 2022. Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ dành thời gian 2 ngày cho hoạt động thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn trên tất cả các lĩnh vực.